Thưa quý vị, thưa các bạn, được thiên nhiên ban tặng những điều kiện về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, nên nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La có chất lượng đặc trưng mang tính vùng miền riêng, địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay, nông sản đặc sản của tỉnh vẫn chưa được người tiêu dùng biết đến. Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc. Tuy địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở, nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho Sơn La nhiều sản phẩm nông sản mang đặc trưng riêng của tỉnh như táo mèo Bắc Yên, khoai sọ Thuận Châu, cà phê Arabica, chè Mộc Châu. Nhiều mặt hàng đã được Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sơn La liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ tại Hà Nội và một số tỉnh thành. Chúng tôi đã làm việc rất là chi tiết, bàn với thành phố Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ một số cái hàng nông sản đặc trưng của tỉnh Sơn La. Ví dụ chẳng hạn như là quả táo mèo, và tiếp tới là chúng tôi tiến hành cái khoai sọ cụ cang ở Thuận Châu. Vai trò của việc kết nối này thì nhằm tạo ra một cái thị trường nó bền vững và ổn định, tránh được cái tình trạng là tư thương ép cấp ép giá đối với các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hai nữa là tạo được những cái thị trường ổn định, bền vững, và không những trong năm nay và những năm tiếp theo. Việc liên kết tiêu thụ nông sản nói chung và các sản phẩm đặc trưng Sơn La nói riêng đã đạt được một số kết quả, nhưng nhìn chung vẫn chưa được như mong muốn. Do đó, nhiều sản phẩm đặc sản của Sơn La vẫn chưa được người tiêu dùng biết đến. Nhằm đẩy mạnh công tác tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của địa phương một cách bền vững, được sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương Sơn La phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc sản tỉnh Sơn La. Thông qua chương trình này, Sơn La tập trung ưu tiên giới thiệu 3 mặt hàng chính là mật ong Sơn La, nhãn chín muộn và xoài tròn Yên Châu Sơn La trong niên vụ năm nay. Được biết, năm 2015, trên toàn tỉnh Sơn La đã có 1.225 hộ gia đình nuôi ong, với tổng số lượng đàn ong là 66.053 đàn. Sản phẩm mật ong Sơn La đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Ngoài việc tạo ra sản lượng mật ong trung bình trên 3.000 tấn một năm, còn có các sản phẩm khác như mật ong phấn hoa, sữa ong chúa, sắt ong, nọc ong, keo ong. Xoài Yên Châu, một đặc sản của Sơn La, hàng năm cũng có sản lượng trên 4.000 tấn. Giống xoài Yên Châu đã được Tổ chức Nông lương Thế giới FAO liệt kê trong danh mục nguồn gen quý cần được gìn giữ và phát triển. Sản lượng nhãn của Sơn La hàng năm cũng đạt 32.500 tấn, trong đó có trên 8.000 tấn quả nhãn chín muộn. Chúng tôi mang về và chủ yếu là ba cái sản phẩm chính. Cái thứ nhất là cái sản phẩm mật ong. Thứ hai nữa là cái sản phẩm xoài tròn của Yên Châu. Cái mặt hàng thứ ba đó là cái mặt hàng nhãn chín muộn. Hiện tại bây giờ thì Sơn La là đang rất là quan tâm đến những cái sản phẩm đặc trưng, và trong cái đó thì có 3 cái mặt hàng như tôi vừa nói trên, và tiến tới là sẽ phối hợp cùng với các cái chương trình để xuất khẩu 3 cái mặt hàng này. Trước những thông tin trên, đại diện Hiệp hội Bán lẻ, Hệ thống siêu thị Habro, Vivimark và một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đã trực tiếp kết nối đàm phán với các doanh nghiệp hợp tác xã của Sơn La trong việc liên kết tiêu thụ nông sản, giảm bớt khâu trung gian, tạo đầu ra ổn định, bền vững cho sản phẩm đặc trưng Sơn La. Tại những hội nghị này thì chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi với những cái địa phương, lãnh đạo địa phương cũng như các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã, để làm sao bàn cách để đưa những sản phẩm của địa phương vào hệ thống. Và qua kinh nghiệm nhiều năm thì chúng tôi thấy là để mà có thể là đưa được những sản phẩm vào thời gian nhiều hơn và số lượng lớn hơn, thì tại các doanh nghiệp, tại các địa phương nên hình thành các cái doanh nghiệp thu mua và đảm bảo qua các sơ chế sản phẩm để đảm bảo đủ cái chất lượng cũng như cái quy cách phẩm chất. Có thể nói, mỗi vùng miền của Việt Nam đều có những mặt hàng nông sản đặc trưng. Với việc tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, với những thông tin thị trường cụ thể, kết hợp với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như Sơn La đã và đang triển khai, các mặt hàng nông sản đặc trưng vùng miền của Sơn La nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung sẽ có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước một cách bền vững.